Xin chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ kể cho các bạn một cái câu chuyện uh, mình đã từng gặp cách đây nhiều năm rồi Thì câu này nó cũng có thể là liên quan tới vấn đề mà đạo đức khi mà các bạn hành nghề á Thì cái câu chuyện nó như thế này nè Thì cách đây khoảng 10, 11, 12 năm á, lúc mà anh mới ra trường á Thì uh, cô dạy anh á, cô nói là cái người Việt Nam mình á, thường là không có đoàn kết Không có giống như người Hoa, người Hoa họ đoàn kết hơn Ví dụ như bây giờ mình đi vô cái khu đó, mình vô cái cửa hàng đó, mình mua một món đồ mà cái cửa hàng người hoa đó không có bán thì cái người cửa chủ cửa hàng đó đó người ta sẽ giới thiệu qua một cửa hàng kế bên hay là chỗ nào đó có bán ngón hàng đó để cho đồng hương của họ bán chứ họ không có giấu rồi thì sau khi anh nghe câu chuyện đó thì vài năm sau thì anh vô bệnh viện thẩm mỹ anh làm thì lúc này thì anh cũng mới 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 vô thôi học nghề thôi thì đi theo bác sĩ thờ, à, giám đốc mổ thì bác sĩ giám đốc có mổ một cái trường hợp nâng mũi mà cái cô này có bị viêm son mãn mà các em biết đó là viêm son mãn thì lâu lâu nó sẽ bị viêm son cấp đúng không nó sẽ bị nhức đầu thì sau khi mổ răng mũi cho cô này cắt chỉ xong hết rồi thì cổ bị nhức đầu và cổ đi vô bệnh viện rất là lớn ở thành phố hồ chí minh này khám và được một vị phó giáo sư chuyên ngành tai mũi họng khám thì cái vị phó giáo sư này họ kết luận là bị dị ứng silicon rồi không biết là cái vị phó giáo sư này có ghét cái người bác sĩ giám đốc của bệnh viện mình hay không của anh lúc đó làm hay không bây giờ thì anh nghĩ bệnh viện đó rồi ha, không làm nữa ha mà nói là diễn silicon thì khi mà nói diễn silicon như vậy đó thì cái người chồng nghe mà cái cô này đi làm thẩm mỹ á là đi làm thẩm mỹ là tốn tiền tốn nhiều tiền của ông chồng mà ông cũng khá bực rồi mà đi làm mà giấu ổng nữa mà bây giờ nghe diễn silicon vậy đó giờ cái ổng mới qua bệnh viện ông quậy ổng quậy ổng la ổng lối ổng nói chung là la lối âm um á mà cái chỗ mà bệnh viện thẩm mỹ mà bác sĩ giám đốc mình đâu có muốn la lối âm um sùm vậy ha thì mới kêu cái cô khách đó lên nói chuyện là nói là bây giờ á, kinh nghiệm anh làm á, là chắc chắn là cái này không phải dưỡng silicon cho nên là bây giờ bây giờ xử sự là anh sẽ gửi tiền em lại em cứ đi về đi nếu mà sau một tháng em thấy cái mũi em ổn ok không có bị gì hết mà cái em thấy cái công của anh làm nó cực thì em lên em trả tiền cho anh cho anh lại cũng được chứ còn thật sự ra cái này không phải diễn silicon chắc chắn luôn đó thì nói vậy thì cổ chịu cổ lấy tiền cổ đi về và bệnh viện có theo dõi facebook cá nhân của cô đó đó thì 6 tháng sau luôn cái mũi vẫn rất là ổn cái mũi rất là đẹp không có bị gì chứ nếu mà dị ứng silicon thì các bạn phải lấy ra chứ đúng không lấy ra chứ làm sao mà mà dị ứng mà để nó được nhưng mà cô này không quay lại trả tiền các bạn thì cái câu chuyện này rút ra như thế nào đó thì sau này các em nếu mà các em đi hành nghề cái gì đó nhiều khi các em bị người ta nói xấu sau lưng đó và không biết là các em có bị ghét hay gì hay không nhưng mà các em sẽ bị uh, có thể gặp những trường hợp đó và thì anh làm thẩm mỹ nhiều năm anh thấy có nhiều bác sĩ người ta sẽ xử sự như thế nào nếu như trong trường hợp đó người ta sẽ xử sự là bây giờ dị ứng thì người ta chấp nhận rút sống luôn trả tiền lại rút sống ra hết trả lại cái mũi ban đầu để tránh những trường hợp mà những người mà người ta đi làm thẩm mỹ mà cố tình người ta vô người ta quậy á ta quậy để được làm thẩm mỹ miễn phí á thì người ta quậy vậy nhưng mà các em mà các em đi làm mà các em bị quậy như vậy hoài thì thì các em sẽ sẽ không có trụ được tại vì các em đi làm không phải là các em có nhà sẵn đâu cái mặt bằng của em phải thuê rồi nhân viên người tiền điện tiền nước nói chung là đủ thứ tiền tiền giấy phép rất là nhiều tiền đó cho nên là nhiều anh bác sĩ thì người ta chấp nhận người ta rút ra luôn rút mũi ra luôn thì qua câu chuyện này thì mình cũng thấy là điều sau này mình đi làm mình thành nghề gì mình cũng không nên ví dụ như mình có ghét một cái người nào đó thì mình cũng không có nên nói sai chuyên môn. Rõ ràng là nó không phải dị ứng mà mình nói là dị ứng. Đúng không? Rõ ràng nó không phải biến chứng mà mình đổ thừa cho cái người bác sĩ trước làm. Như vậy là nó không lên. Giống như kiểu là em các em mà làm như kiểu đó là giống như các em đang đá người ta vậy đó. Khi mà mình đứng mình đá người khác thì mình đứng con chân à. Bình thường mình đứng hai chân, bây giờ mình đá người ta thì mình đứng con chân à. Mình đứng con chân vậy á mình rất là dễ té, đúng không? Bây giờ mình chơi người ta thì chắc chắn người ta sẽ chơi mình lại. Cho nên nó là bây giờ mình hạn chế sân si hạn chế lại nói chung là mình làm hành nghề là mình làm tốt nhất thôi chứ đừng có uh, ghét người này ghét người kia rồi chơi người này chơi người kia nó không hay nó thiệt sau này các em đi hành nghề cũng vậy ha mình thấy người ta thành công thì mình phải cố gắng lên cố gắng mình làm để mình thành công được như người ta chứ đừng ghét